Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với channel của Fastcare. Và hôm nay trên tay mình đây lại là một chiếc máy đến từ hãng của Samsung. Và đây chính là chiếc Samsung A30. Và nhìn qua cái bề ngoài thì các bạn khó có thể mà thấy được cái chiếc máy này đang gặp phải một cái tình trạng, đó là bị vỡ mặt kính ở phía trước. Thì ở ngay đây, một cái đường vỡ ngang ngay giữa màn hình. Và do chiếc máy này nó chỉ bị vỡ mặt kính thôi, nên cái màn hình hiển thị cũng như là cảm ứng của chiếc máy này vẫn còn hoạt động rất là ổn định. Và để biết được cái điều đó thì các bạn có thể di chuyển một cái icon ngay lên màn hình như mình ở đây, cũng như là vào màn hình nền trắng để xem là cái màn hình này nó có điểm sáng hay điểm tối nào nó bất thường hay không. Và với cái tình trạng trên chiếc máy này thì chúng ta chỉ cần thay thế một cái mặt kính mới với cái giá các bạn có thể tham khảo ở ngay đây, hoặc là truy cập vào đường link của Fastcare mình có để bên dưới phần mô tả. Còn bây giờ sẽ là cái quy trình thay mặt kính của chiếc Samsung A30 này nhé.
Và vừa rồi là toàn bộ cái quy trình để thay mặt kính cho chiếc Samsung A30 được thực hiện bởi các kỹ thuật viên ở FastCare. Và bây giờ chiếc máy đã được dán lại hoàn toàn xe khít, các cái góc cạnh được bo rất là sát. Và sau khi chiếc máy được thay mặt kính thì mình cũng sẽ thực hiện lại các cái thao tác, đó là kiểm tra lại màn hình hiển thị cũng như là cảm ứng của chiếc máy này để đảm bảo rằng nó ổn định trước khi giao tới tay cho khách hàng. Và nếu như các bạn đang quan tâm đến cái chiếc Samsung A30 của mình có những cái vấn đề cần phải sửa chữa thì có thể liên hệ ngay cho FastCare. Cuối cùng các bạn hãy like cũng như là đăng ký ủng hộ kênh nhé, để có thể theo dõi được những video mới nhất. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.